Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn tự hỏi sau 1.000 năm Bắc thuộc mà Việt Nam vẫn là Việt Nam? Việt Nam không trở thành một phần của Trung Quốc, không trở thành một quận của Trung Quốc, không trở thành một tỉnh của Trung Quốc như mưu đồ của người phương Bắc. Thưa các bạn, đừng nói 1.000 năm, chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc bị xóa sổ. Chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc bị đồng hóa. Chỉ vài trăm năm thôi trên thế giới đã có những dân tộc mà phải trở thành một phần của những dân tộc đến xâm lược mình. Vậy mà không phải là vài trăm năm, sau cả 1.000 năm, ông cha chúng ta vẫn giữ được tiếng nói, vẫn giữ được chủ quyền, vẫn giữ được quyền lãnh thổ của người Việt Nam. Chúng ta tự hào là một nước nhỏ nhưng đã ngoan cường chống lại, không bị người Hán đồng hóa, sáp nhập vào lãnh thổ của họ. Dù có lúc suốt 1.000 năm chúng ta đã bị họ đô hộ, nhưng ở phía Trung Quốc thì họ nhìn nhận như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị tham khảo một bài viết đăng trên mạng của Trung Quốc mới đây. Bài viết đấy có tựa đề là Việt Nam, đất nước khiến Trung Quốc đau đầu nghìn năm. Nội dung bài viết này như sau. Việt Nam trong hơn 1.000 năm quy thuộc sự thống trị của Trung Quốc. Điều này mọi người đều biết rõ. Kỳ thực trong này có sự hiểu lầm. Nước Việt Nam ngày nay trong lịch sử là ba khu vực riêng biệt, có sự khác biệt về văn hóa dân tộc rất lớn. Cụ thể, vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Nam Bộ, vùng Trung Bộ tức là một dải từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và từ Thanh Hóa trở ra Bắc là Bắc Bộ, lấy đồng bằng sông Hồng làm trung tâm. Trong đó, bộ phận chịu sự thống trị của Trung Quốc chỉ là Bắc Bộ và Trung Bộ mà thôi. Nhà Tần là người đầu tiên thống trị khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ Việt Nam. Năm 214 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng bình định lĩnh Nam là đất tộc Bách Việt tập trung, lập ra ba quận là Quế Lâm, Nam Hải và Tượng. Trong đó, quận Tượng bao gồm vùng Đông Nam Quảng Tây và Bắc Bộ, vùng Trung Bộ Việt Nam ngày nay. Tần Thủy Hoàng qua đời, các căn cứ thủ lĩnh quận Nam Hải và Triệu Đà thừa cơ tự lập làm vương, lập ra Nam Việt Quốc. Tuy Nam Việt Quốc là do người Trung Hoa lập ra, những người Việt Nam vẫn cho là triều đại của họ, cho nên lần thống trị này họ gọi là thời kỳ tiền Bắc thuộc. Năm 111 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế bắt đầu lại sự nghiệp thống nhất, tiêu diệt Nam Việt Quốc, đem đất này chia thành 9 quận là Nam Hải, Thương Ngô, Quất Lâm, Hợp Phố, Cửu Chân, Nhật Nam, Chu Diên, Giao Chỉ, Đam Nhĩ. Trong đó Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam phần lớn ngày nay nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Phía cực Nam là quận Nhật Nam, mà Tượng Lân là huyện thành cực Nam của nhà Tây Hán. Huyện Tượng Lân do nằm ở sâu trong vùng Man Di, Lâm ấp, nên nhà Hán thống trị nó cũng không ổn định. Sau vì chị em Bà Trưng giấy loạn mà kết thúc. Cho nên thời kỳ thống trị này người Việt Nam gọi là lần Bắc thuộc thứ nhất. Năm 43 sau Công Nguyên, tướng Mã Viện của Đông Hán cầm quân sang đánh chị em họ Trưng, khôi phục sự thống trị của nhà Hán với ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Năm 194, vì khu quỳ là Công Tào của huyện Tượng Lân, Công Tào tức là một chức quan, giết huyện lệnh Tượng Lân lập ra nước Lâm ấp, tách ra độc lập với nhà Hán. Sau đó, quận Nhật Nam trở thành nơi tranh đoạt giữa triều đình Trung Quốc với nước Lâm ấp. Cho đến thời kỳ Tiêu Tề của Nam Bắc Triều, tức là năm 479, quận Nhật Nam bị triệt phế hoàn toàn, trở thành đất nước của Lâm ấp. Cuối thời kỳ Nam Bắc Triều, biên giới phía Nam của Nam Triều co thêm về phía Bắc một bước nữa. Sau đó, Giao Châu nổ ra khởi nghĩa, thủ lĩnh khởi nghĩa là Lý Bôn hay còn gọi là Lý Bí xưng đế. Người Việt Nam gọi đây là thời kỳ kết thúc lần Bắc thuộc thứ hai. Năm 605, Tùy Dương Đế phát binh tiêu diệt nước Lâm ấp, khiến cương vực Trung Quốc một lần nữa tiếp cận cửa sông Mekong, xếp đặt thành ba châu là Đãng Châu, Nông Châu và Sung Châu, gồm 12 huyện. Đến năm 607 đổi tên thành ba quận là Tỷ Cảnh, Hải Âm và Lâm ấp. Đây là thời kỳ thứ hai vương triều Trung Quốc vươn xa nhất về phía Nam, ở vĩ tuyến 12 độ Bắc. Sau đó, vua Lâm ấp trục hồi đất cũ, ba quận thực tế không nằm trong khống chế của nhà Tùy.
sau nhà Tùy, nhà Đường duy trì thế lực tại A Nam Đô Hộ Phủ. Đến cuối nhà Đường, sau khi Cao Biển lấy lại giao chỉ từ tay quân Nam Chiếu, tâu về triều Đường, đặt ra Tĩnh Hải tiết độ sứ, dùng tiết độ sứ kiêm nhiệm An Nam Đô Hộ. Sau khi triều Đường diệt vong, phiên Trấn Ly khai hỗn chiến. Năm 930, Tĩnh Hải tiết độ sứ sắp nhập vào Nam Hán. Năm 938, Nam Hán thất bại trong chiến tranh với quân nổi dậy, nên Bắc và Trung Bộ Việt Nam từ đó độc lập. Người Việt Nam gọi thời kỳ này là lần Bắc thuộc thứ ba. Năm 1400, triều Trần Việt Nam bị họ Hồ xoán vị. Bề tôi lưu lạc đến nhà Minh, tố cáo cha con họ Hồ giết vua, cướp ngôi, hãm hại trung thần. Yêu cầu Minh Chiếu xuất binh bắt kẻ gian đó, trừ hết gian hung, phục vị con cháu họ Trần. Năm 1406, Chu Đệ phái quân Minh xuống Nam. Không lâu sau, Bình Định được nhà Hồ. Sau đó nhà Minh, vì là con cháu nhà Trần, bị họ Hồ giết cùng đuổi tận. Vô khả kế thừa nên thiết chí ở Bắc và Trung Bộ. Việt Nam giao chỉ thừa tuyên bố chính sứ Ti trực tiếp quản lý. Thời gian giao chỉ thuộc triều Minh, khởi nghĩa loạn lạc không ngừng, cho đến Minh Uyên Tông hạ lệnh rút binh khỏi giao chỉ để họ độc lập kiến quốc. Vì vậy, triều đại nhà Lê ra đời. Lần thống trị này người Việt Nam gọi là lần Bắc thuộc thứ tư. Giữa triều Lê, chính trị hỗn loạn, quyền thần Mạc Đăng Dung nhân cơ hội nắm giữ triều chính đã lập ra triều Mạc. Nhưng vì Mạc Đăng Dung không thu được nhân tâm, hoàng thất triều Lê lại từ Nam Trung Bộ xây dựng chính quyền đối kháng với triều Mạc. Với sự giúp đỡ mạnh mẽ của họ Trịnh, triều Lê phục hồi nhanh chóng, triều Mạc dần dần lụi bại. Mạc Đăng Dung cùng mấy chục đại thần đến Nam Quan nộp đất xin quy thuộc với quan nhà Minh. Vua Gia Tĩnh giáng An Nam Quốc, tức là Lê triều thành An Nam Đô, thống sứ Ti, từ thuộc quốc giáng thành thuộc địa. Cải 13 đạo thành 13 tuyên phủ Ti, lại cho họ Mạc làm An Nam Đô thống sứ hàng nhị phẩm thế tập, 3 năm một lần triều cống. Trên danh nghĩa Bắc Bộ, Việt Nam lại nhập vào bản đồ Trung Quốc. Mạc Đăng Dung đối với việc này không vừa ý. Đối với Minh Triều tự xưng đô thống sứ, nhưng đối nội thì liên tục xưng đế. Khi Minh Triều bị diệt vong, triều Mạc cũng nhanh chóng bị diệt. Lịch sử Việt Nam cơ bản là một lịch sử đấu tranh với Trung Quốc. Ban đầu là một bộ phận của Trung Quốc, sau đó không ngừng khiêu chiến quyền uy của các vương triều Trung Nguyên mưu cầu độc lập. Nhưng bên cạnh cái trõng, há dễ để người khác ngủ. Trung Quốc dần dần tiêu hủy mộng tưởng độc lập kiến quốc của họ. Nhưng họ giống như con bọ ngựa, càng đánh lòng tin càng kiên định, khiến Trung Quốc đau đầu nghìn năm có lẻ. Nhưng vì điều kiện giao thông bất tiện thời cổ, điều kiện ác nghiệt của Việt Nam, các vương triều Trung Quốc lực bất tòng tâm, chỉ có thể lặng nhìn họ từng bước đi đến độc lập. Các bạn thân mến, trên đây là bài viết đăng trên trang mạng của Trung Quốc. Các nội dung trong này là những dữ kiện lịch sử mà chúng ta đều đã được học trong sách giáo khoa lịch sử. Nhưng góc nhìn các dữ kiện đó là từ phía người Trung Quốc. Các quan điểm trong này cũng là cách nhìn của họ. Chia sẻ bài viết này, chúng tôi muốn để chúng ta thấy rõ cách nghĩ, cách nhìn của người Trung Quốc. Đó là họ luôn được giáo dục để coi nước ta là một vùng đất từng thuộc kiểm soát của họ. Và ý chí của họ luôn luôn muốn đưa chúng ta trở lại thành quận, huyện. Điều đó có thể thấy rõ trong câu kết lại của bài viết. Tác giả này nói rằng, vì đường xá, thời cổ không thuận tiện và điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam nên các vương triều Trung Quốc lực bất tòng tâm. Đây chỉ là một bài viết của một cư dân mạng, cho nên nó cho thấy tư tưởng bành trướng là tư tưởng được giáo dục phổ thông ở Trung Quốc từ cổ đến nay, và nó đã nhiễm vào máu của họ. Với tư tưởng nền móng Trung Quốc là trung tâm, các triều đại Trung Hoa đã tiến hành xâm chiếm để mở rộng lãnh thổ. Nhà Tần là triều đại đầu tiên đặt nền móng khởi màn cho chủ nghĩa bành trướng và mở rộng lãnh thổ Trung Hoa khi tấn công các dân tộc Bách Việt, Triều Tiên và Hùng Nô. Từ đó, các triều đại về sau như nhà Hán, nhà Đường, nhà Nguyên, nhà Thanh và đến tận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều theo đuổi việc bành trướng lãnh thổ. Ở cạnh những người như vậy, chúng ta phải không được phút nào lơ là cảnh giác.
video của kênh Xin Dừng Ở Đây. Bạn có cảm nhận thế nào hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo trên kênh Tin Mới. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!